chớp. Đủ chớp, chớp nào cũng làm. Ta may 6 miếng xong rồi giờ mình lộn. Ủa nó bán ra chừng 3 đồng rưỡi cái. May xong xuôi bán ra 3 đồng rưỡi một cái hả? 3 đồng rưỡi cái này. Mình mua chắc 7 đồng. Hai cái thì cái. Mấy về muốn cho nó ồ lên làm cho bà nội động áo rồi mà trả tiền cho nó hay không? Muốn việc làm mà. Có chớp. Là đủ chớp á. Thôi đi ồ đi đụng áo bà nội đi rồi mà trả tiền cho con nữa ha. May thì may bị trái. May bị trái nè. Lộn lại bị mặt. Đó lộn lại. Cắt vải nó để cho mình sẵn nè. Một cái may 12 cái 9 đồng. 12 cái 9 đồng. May 12 cái 9 đồng. Khi nó bán ra thị trường chắc 4, 5, 6 đồng, 7 đồng cái. Không đi làm neo đi, đụng chớp nào làm chớp nấy. Từng giờ có mở có ba rồi qua ghé. Ủa phải hôm qua ừ đúng rồi hôm qua lên đây nè đi lên đây xong rồi về không có vô cho nên về ghé hai đồng sao ngọt không được mua bà đến đi bà cũng bán rau cải đâu nhiêu không có người đi dốc mấy. Mua mấy cọng cải về coi ở Hàn Quốc chắc có mấy cây nhiều quá rồi mua mấy cọng cải về nước nông nghiệp cũng đang trồng nữa cái gì mang cái nhà ngoài ngoài cho lên cái nhà vậy đó giờ nó cho sáng cái gì nước đó hình như nông nghiệp nhiều hả? Ừ. Vườn tược nhiều. Mà đã nhà đó không phải là nhà đúc nhà đầu giống như mình nhà cũng hơi như là lá che vậy đó. Cái đó ngoài ô á. Nó ngoài ô. Cái ngoài ô rồi đó. À đúng rồi đó. Nhà ra ngoài nó kiếm nó làm như bọc ơn nó thì sao biết kiếm dừng nữa ha mọc ơi mọc ơi mọc ơi cái thành phố nó lớn mình không nó ở mấy chỗ xuân nó xuân lắm mấy người đi lấy chồng bển là toàn là về mấy khu đó mà khu ra nhà quê đâu được lấy chồng thành phố đó rau cải vậy nè dẫn con nó ra ngoài vườn vậy là cắt cái gỗ mà cắt rồi đem vô chắc nấu ăn giống như mình hồi xưa Việt Nam vậy xách cái rổ đi vòng vòng chút có đâu ăn nữa ừ mấy cảnh nó mấy hai đó à nhiều rất là rộng mình nó trồng mấy cái cải mà làm cái gì đó làm kim chi á quá wow, chừng quá đất nó bứt vô đó rồi. Phụ đi không? Không phải phụ á. Cái đi á, nó sắc vỏ đi vòng. Ngồi ra bãi gặp cái bưởi trái, trái hồi rồi nhấp á. Nó biết làm sao á. Ok, bye bye nha. Share what you got a little bit. This is my modern little factory.
Xa nhà nó chứ đâu phải gần nhà đâu. My beautiful girl. She will sit here. She come with us to stay a little bit. So me and my husband can help my mother-in-law a little bit. She's not happy though. Okay, bye-bye.